Namo Dạ, con Nguyên Như, con xin kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Con xin kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông. Dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, xin kính tri ân Sư Nguyên Thông đã trao giới cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và xin tri ân Quan Phan đã thay mặt đạo tràng để xin giới với Chư Tăng. Dạ, bây giờ là 9 giờ 17 phút. Mình có thể cùng nhau mà ôn bài. Chị Kim Nhung ơi, chị có thể hôm nay lâu lắm rồi Nguyên Như không có thấy mình ôm pháp. Nguyên Như không có biết là sư pháp chính có vô kịp hay không. Dạ, đã nhắn rồi mà không có thấy sư trả lời. Có thể là sư sẽ vô khoảng tới 9 giờ rưỡi lận. Thành ra chị có thể cho lớp hôm nay mình chia pháp được không chị? Mình chia từ đầu cho tới cái phần 40 đạo siêu thế đi. Mình có thể chia làm 2-3 phần để mỗi người đọc một phần nhỏ thôi chị Nhung ha. Dạ ha. Dạ, con xin kính thỉnh Sư Nguyên Thông và Sư Thanh Tâm có thể làm đầu tàu để cho tụi con ôn pháp tối hôm nay. Dạ, con xin dâng mic lại cho Sư Tăng ạ. À. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Vì con không thấy Sư Phụ Thanh Tâm cầm mai cho nên là con xin được đọc trước. Tất cả là pháp. Pháp được chia làm hai: pháp tục đế và pháp chân đế. Pháp chân đế được chia làm hai: chân đế vô vi và chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi được chia làm hai: là sắc pháp và danh pháp. Danh pháp được chia làm hai: sở hữu tâm và tâm. Tâm được chia làm hai: tâm siêu thế và tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế được chia làm hai: tâm đáo đại và tâm dục giới. Tâm dục giới được chia làm hai: tâm dục giới tịnh hảo và tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo được chia làm hai: tâm vô nhân, chia làm hai tâm vô nhân gì nữa. Ok, something missing. Dạ, xin đỡ trao mai lại cho người kế. Dạ. Dạ thưa chị Nhung, em thấy được có phần 1 thôi à, em chưa có thấy phần sau của tâm vô nhân đó chị Nhung. Chỉ có thấy phần 1 thôi ạ. À. Thôi trong thời gian chờ chị post phần 2, Nguyên Như xin đọc phần 1 lại ạ. À. Tất cả là pháp, pháp được chia làm hai. Dạ, dạ em thấy phần 2 rồi. Dạ dạ, sa thú chị. Tâm vô nhân được chia làm hai: tâm quả vô nhân, tâm duy tác vô nhân. Tâm quả vô nhân được chia làm hai: tâm quả bất thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân. Tâm quả bất thiện vô nhân được chia làm bảy: tâm nhãn thân thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thiện thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân,
Tâm tiếp thu thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm quan sang thọ xả quả bất thiện vô nhân. Dạ, cũng như xin nhường mic lại cho vị kế tiếp ạ. Dạ, xin sư xin đọc tiếp cái phần sám mới là hồi nãy chưa đầy đủ. Phần một là tất cả là pháp. Pháp được chia làm hai, pháp tục đế và pháp chân đế. Pháp chân đế được chia làm hai, chân đế vô vi và chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi được chia làm hai, sắc pháp và danh pháp. Danh pháp được chia làm hai, sở hữu tâm và tâm. Tâm được chia làm hai, tâm siêu thế, tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế được chia làm hai, tâm đấu đại và tâm dục giới. Tâm dục giới được chia làm hai, tâm dục giới tịnh hảo và tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo được chia làm hai là tâm vô nhân, rồi cái gì đó là không thấy phần cái. Về phần thứ hai là tâm vô nhân được chia làm hai là tâm quả vô nhân và tâm duy tác vô nhân. Tâm quả vô nhân được chia làm hai là tâm quả bất thiện vô nhân và tâm quả thiện vô nhân. Tâm quả bất thiện vô nhân được chia làm hai là tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân và tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân và tâm quả bất tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm thân thức thọ khổ quả bất sản quả bất thiện vô nhân và tâm tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Số 17, tâm quả bất thiện vô nhân được chia làm 8. Tâm nhân nhận thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm nhĩ thức, tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân và tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân và tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân và tâm tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân và tâm sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm duy tác vô nhân được chia làm 3. Tâm kháng ngũ môn thọ xả, tâm kháng ý môn thọ xả và tâm ứng cúng vi tiếu thọ hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã đọc xong rồi, giờ xin mời người kế. Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sangha. Con kính lên lại ba ngôi tam bảo, con kính lên lại quý sư, con kính chào đạo tràng. Con xin đọc phần 3. Tâm dục giới tịnh hảo được chia làm 3: tâm thiện dục giới tịnh hảo, tâm quả dục giới tịnh hảo, tâm duy tác dục giới tịnh hảo. Tâm thiện dục giới tịnh hảo được chia làm 8: tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ, tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Tâm quả dục giới tịnh hảo được chia làm 8: tâm quả thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm quả thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm quả thọ xả hợp trí vô trợ, tâm quả thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm quả thọ xả ly trí vô trợ, tâm quả thọ xả ly trí hữu trợ. Dạ, con xin xuống mic. Dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con xin kính lãnh lễ quý sư, tất cả quý sư, và con xin kính chào đạo tràng. Con xin trả bài. Trả bài số mấy vậy? Hay là hết? Con 22. Dạ, cảm ơn chị Oanh. Tâm duy tác dục giới tịnh hảo được chia làm 8. Tâm duy tác thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm duy tác thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm duy tác thọ hỷ
ly trí vô trợ, tâm duy tác thọ hỷ, ly trí hữu trợ. Tâm duy tác thọ xả hợp trí vô trợ, tâm duy tác thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm duy tác thọ xả ly trí vô trợ, và tâm duy tác thọ xả ly trí hữu trợ. Dạ, vậy con xin xuống bích, thấy chữ xả thủ chắc là hết được phần con rồi. Dạ. Dạ mô Phật, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý đạo hữu. Dạ, sau đây con xin đọc phần 4 ạ. Tâm đáo đại được chia làm hai, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới. Tâm sắc giới được chia làm ba, tâm thiện sắc giới, tâm quả sắc giới, tâm di tác sắc giới. Tâm di tác sắc giới, tâm thiện sắc giới được chia làm năm, tâm thiện sơ thiền sắc giới, tâm thiện nhị thiền sắc giới, tâm thiện tam thiền sắc giới, tâm thiện tứ thiền sắc giới, tâm thiện ngũ thiền sắc giới. Dạ con xin hết ạ, con xin nhường mic lại cho vị kế tiếp ạ. Dạ, mô Phật, kính chào đạo tràng. Sư thấy không ai đọc hết, sư điền vào chỗ trống. Phần 1, tất cả là pháp. Pháp được chia làm hai, pháp tục đế, pháp chân đế. Pháp chân đế được chia làm hai, chân đế vô vi, chân đế hữu vi. Chân đế hữu vi được chia làm hai, sắc pháp, danh pháp. Danh pháp được chia làm hai, sở hữu tâm, tâm. Tâm được chia làm hai, tâm siêu thế, tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế được chia làm hai, tâm đáo đại, tâm dục giới. Tâm dục giới được chia làm hai, tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới vô tịnh hảo. Tâm dục giới vô tịnh hảo được chia làm hai, tâm vô nhân. Phần 2, tâm vô nhân được chia làm hai, tâm quả vô nhân, tâm duy tác vô nhân. Tâm quả vô nhân được chia làm hai, tâm quả bất thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân. Tâm quả bất thiện vô nhân được chia làm 7, tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm nhị thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm quả thiện vô nhân được chia làm 8, tâm nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm nhị thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm nhãn thức thọ lạc quả thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân, tâm duy tác vô nhân được chia làm 3, tâm kháng ngũ môn thọ xả, tâm kháng ý môn thọ xả,
tâm ứng cúng vi tiêu thọ xả. Phần 3, tâm dục giới tịnh hảo được chia làm 3, tâm thiện dục giới tịnh hảo, tâm quả dục giới tịnh hảo, tâm duy tác dục giới tịnh hảo. Tâm thiện dục giới tịnh hảo được chia làm 8, tâm thiện thập hỷ, tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ, tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Tâm quả dục giới tịnh hảo được chia làm 8, tâm quả thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm quả thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm quả thọ xả hợp trí vô trợ, tâm quả thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm quả thọ xả ly trí vô trợ, tâm quả thọ xả ly trí hữu trợ. Tâm duy tác được tâm duy tác dục giới tịnh hảo được chia làm 8, tâm duy tác thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm duy tác thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm duy tác thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm duy tác thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm duy tác thọ xả hợp trí vô trợ, tâm duy tác thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm duy tác thọ xả ly trí vô trợ, tâm duy tác thọ xả ly trí hữu trợ. Phần nữa, phần 4. Tâm đáo đại được chia làm 2, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới. Tâm sắc giới được chia làm 3, tâm thiện sắc giới, tâm quả sắc giới, tâm duy tác sắc giới. Tâm thiện sắc giới được chia làm 5, tâm thiện sơ thiền sắc giới, tâm thiện nhị thiền sắc giới, tâm thiện tam thiền sắc giới, tâm thiện tứ thiền sắc giới, tâm thiện ngũ thiền sắc giới. Tâm vô sắc giới được chia làm 3, tâm thiện vô sắc giới, tâm quả vô sắc giới, tâm duy tác vô sắc giới. Tâm thiện vô sắc giới được chia làm 4, tâm thiện không vô biên xứ, tâm thiện thức vô biên xứ, tâm thiện vô sở hữu xứ, tâm thiện phi tưởng, phi tưởng xứ. Rồi, tới đây là xong ạ. Kính mời vị kế tiếp nha. Rồi, kính mời. Dạ, con xin đọc tiếp cái phần mà con thiếu. Có lẽ là phần 4. Trong phần 4 và phần 5. Okay. Phần 4 nói rằng tâm đáo đại được chia làm 2, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới. Tâm sắc giới được chia làm 3, tâm thiện sắc giới, tâm quả sắc giới và tâm duy tác sắc giới. Tâm thiện sắc giới được chia làm 5, tâm thiện sơ thiện sắc giới, tâm thiện nhị thiện sắc giới, tâm thiện tam thiện sắc giới, tâm thiện tứ thiện sắc giới và tâm thiện ngũ thiện sắc giới. Phần 5. Tâm siêu thế được chia làm 2, tâm đạo, tâm quả, siêu thế. Tâm đạo được chia làm 4, tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tam đạo, tâm tứ đạo. Tâm sơ đạo được chia làm 5, tâm sơ đạo sơ thiền, tâm sơ đạo nhị thiền, tâm sơ đạo tam thiền, tâm sơ thiền tứ thiền và tâm sơ đạo ngũ thiền. Tâm nhị đạo được chia làm 5, tâm nhị đạo sơ thiền, tâm nhị đạo nhị thiền, tâm nhị đạo tam thiền, tâm nhị đạo tứ thiền và tâm nhị đạo ngũ thiền. Tâm tam đạo được chia làm 5, tâm tam đạo sơ thiền, tâm tam đạo nhị thiền, tâm tam đạo tam thiền, tâm tam đạo tứ thiền và tâm tam đạo ngũ thiền. Tâm tứ đạo được chia làm 5, tâm tứ đạo sơ thiền, tâm tứ đạo nhị thiền, tâm tứ đạo tam thiền, tâm tứ đạo tứ thiền và tâm tứ đạo ngũ thiền. Đến đây là hết. Xin mời người kế.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ kính thưa quý vị, chờ cho một chút xíu, hôm nay sư bị cảm, sư đang cạo chó, sư vô liền nha quý vị. Thôi mình đọc tua hai chờ sư ha. Dạ Nguyên Như, dạ chị không cần post lại, em kéo xuống được rồi chị Nhung ơi. Tất cả là pháp, pháp được chia làm hai, pháp tục đế, pháp chân đế được chia làm hai, chân đế vô vi, chân đế hữu vi, chân đế vô vi được chia làm hai, sắc pháp, danh pháp được chia làm hai, sở hữu tâm, tâm, tâm được chia làm hai, tâm siêu thế, tâm hiệp thế được chia làm hai, tâm đáo đại, tâm dục giới được chia làm hai, tâm dục giới tình hảo, tâm dục giới vô tình hảo, tâm dục giới vô tình hảo được chia làm hai, tâm vô nhân, tâm bất thiện được chia làm ba, tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm tham được chia làm tám, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ, tâm sân được chia làm hai, tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp phấn hữu trợ, tâm si được chia làm hai, tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phóng dật. Dạ Nguyên Như kính mời vị khác lên đọc tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sàng Khai. Tới cái tuần mình giơ tay lên, trúng nhầm cái đoạn, bắt đầu lại ngay cái chỗ mà nãy mình đọc. Ok, vậy thì để coi cục nào. Ôi vậy bắt đầu tâm 18 tâm vô nhân. Kéo xuống. Sorry. Tâm tham ra. Tâm dục giới. Ồ, tâm tham xuống xuống. Thôi, bây giờ đọc trong bản nêu đi. Tâm vô nhân được chia làm ba. Tâm quả vô nhân. Tâm quả bất thiện vô nhân. Tâm quả vô nhân, tâm duy tác vô nhân, tâm quả vô nhân được chia làm hai, tâm quả bất thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân, tâm quả bất thiện vô nhân được chia làm bảy, tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, tâm tiếp thu thọ xả quả bất thiện vô nhân, và tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm quả thiện vô nhân được chia làm tám, tâm nhận thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm trí thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân, tâm tiếp thu thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quán sát thọ hỷ quả thiện vô nhân, tâm duy tác vô nhân được chia làm ba, tâm kháng ngũ môn thọ xả, tâm kháng ý môn thọ xả và tâm ứng cúng vi tiếu thọ hỷ. Có phải đọc luôn cái phần tâm đại thiện không vậy cả nhà? Thôi đọc luôn nè, mình đang cầu giờ. Tâm dục giới tình hảo được chia làm ba, tâm thiện dục giới tình hảo, tâm quả dục giới tình hảo và tâm duy tác dục giới tình hảo. Tâm thiện dục giới tình hảo được chia làm tám, tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ, tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Tâm quả dục giới tình hảo được chia làm tám, tâm quả thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm quả thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm quả thọ xả hợp trí vô trợ, tâm quả thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm quả thọ xả ly trí vô trợ, tâm quả thọ xả ly trí hữu trợ, tâm duy tác dục giới tình hảo được chia làm tám, tâm duy tác thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm duy tác thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm duy tác thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm duy tác thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm duy tác thọ xả hợp trí vô trợ, tâm duy tác thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm duy tác thọ xả ly trí vô trợ, tâm duy tác thọ xả hợp trí ly trí vô hữu trợ. Tâm đáo đại được chia làm hai,
Tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Tâm sắc giới được chia làm ba: tâm thiện sắc giới, tâm quả sắc giới và tâm duy tác sắc giới. Tâm thiện sắc giới được chia làm năm: tâm thiện sơ thiện sắc giới, tâm thiện nhị thiện sắc giới, tâm thiện tam thiện sắc giới, tâm thiện tứ thiện sắc giới và tâm thiện ngũ thiện sắc giới. Tâm quả sắc giới được chia làm năm: tâm thiện quả sơ thiện sắc giới, tâm quả nhị thiện sắc giới, tâm quả tâm thiện tất sắc giới, tâm quả tứ thiện sắc giới, tâm quả ngũ thiện sắc giới. Tâm duy tác sắc giới được chia làm năm: tâm duy tác sơ thiện sắc giới, tâm duy tác nhị thiện sắc giới, tâm duy tác tâm thiện sắc giới, tâm duy tác tứ thiện sắc giới, tâm duy tác ngũ thiện sắc giới. Tâm vô sắc giới được chia làm ba: tâm thiện vô sắc giới, tâm quả vô sắc giới, tâm duy tác vô sắc giới. Tâm thiện vô sắc giới được chia làm bốn: tâm thiện không vô biên xứ, tâm thiện thức vô biên xứ, tâm thiện vô sở hữu xứ, tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tâm quả vô sắc giới được chia làm bốn: tâm quả không vô biên xứ, tâm quả thức vô biên xứ, tâm quả vô sở hữu xứ, tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tâm duy tác vô sắc giới được chia làm bốn: tâm duy tác không vô biên xứ, tâm duy tác thức vô biên xứ, tâm duy tác vô sở hữu xứ, tâm duy tác phi tưởng phi phi tưởng xứ. Rồi chắc làm luôn cái đạo và quả. Tâm siêu thế được chia làm hai: tâm đạo, tâm quả siêu thế. Tâm đạo được chia làm bốn: tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tam đạo, tâm tứ đạo. Tâm sơ đạo được chia làm năm: tâm sơ đạo sơ thiền, tâm sơ đạo nhị thiền, tâm sơ đạo tam thiền, tâm sơ đạo tứ thiền, tâm sơ đạo ngũ thiền. Tâm nhị đạo được chia làm năm: tâm nhị đạo sơ thiền, tâm nhị đạo nhị thiền, tâm nhị đạo tam thiền, tâm nhị đạo tứ thiền, tâm nhị đạo ngũ thiền. Tâm tam đạo được chia làm năm: tâm tam đạo sơ thiền, tâm tam đạo nhị thiền, tâm tam đạo tam thiền, tâm tam đạo tứ thiền, tâm tam đạo ngũ thiền. Tâm tứ đạo được chia làm năm: tâm tứ đạo sơ thiền, tâm tứ đạo nhị thiền, tâm tứ đạo tam thiền, tâm tứ đạo tứ thiền, tâm tứ đạo ngũ thiền. Tâm quả siêu thấy được chia làm bốn: tâm sơ quả, tâm nhị quả, tâm tam quả, tâm tứ quả. Tâm sơ quả được chia làm năm: tâm sơ quả sơ thiền, tâm sơ quả nhị thiền, tâm sơ quả tâm thiền, tâm sơ quả tứ thiền, tâm sơ quả ngũ thiền. Tâm nhị quả được chia làm năm: tâm nhị quả sơ thiền, tâm nhị quả nhị thiền, tâm nhị quả tâm thiền, tâm nhị quả tứ thiền, tâm nhị quả ngũ thiền. Tâm tam quả được chia làm năm: tâm tam tâm quả sơ thiền, tâm tam quả nhị thiền, tâm tam quả tâm thiền, tâm tam quả tứ thiền, tâm tam quả ngũ thiền. Tâm tứ quả được chia làm năm: tâm tứ quả sơ thiền, tâm tứ quả nhị thiền, tâm tứ quả tâm thiền, tâm tứ quả tứ thiền, tâm tứ quả ngũ thiền. Dạ, con xin mời vị kế tiếp. Dạ. Dạ, mô Phật, con kính đảnh lễ quý sư và con kính chào quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc tiếp tiếp theo cái lý ạ. Sở hữu tâm được chia làm ba: sở hữu tợ tha, sở hữu bất thiện, sở hữu tịnh hảo. Sở hữu tợ tha được chia làm hai: sở hữu biến hành, sở hữu biệt cảnh. Sở hữu biến hành được chia làm bảy: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Sở hữu biệt cảnh được chia làm sáu: tầm, tứ, thắng, giải, cần, hỷ, dục. Sở hữu bất thiện được chia làm năm: sở hữu bất thiện biến hành, sở hữu tham phần, sở hữu sân phần, sở hữu hôn phần, sở hữu hoài nghi. Sở hữu bất thiện biến hành được chia làm bốn: si, vô tàm, vô ý, phóng dật. Sở hữu tham phần được chia làm ba: tham, tà kiến, ngã mạn. Sở hữu sân phần được chia làm bốn: sân, tật, lận, hối. Sở hữu hôn phần được chia làm hai: hôn trầm, thụy miên. Sở hữu hoài nghi có một. Sở hữu tịnh hảo được chia làm bốn: sở hữu tịnh biến hành, sở hữu tịnh, sở hữu giới phần, sở hữu vô lượng phần, sở hữu trí tuệ. Sở hữu tịnh hảo biến hành được chia làm 19: tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, hành xả, tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm. Sở hữu giới phần được làm ba: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Sở hữu vô lượng phần được chia làm hai: bi, tùy, hỷ. Sở hữu trí tuệ có một. Sắc pháp được chia làm hai: sắc tứ đại, sắc y đại sinh.
Sắc tứ đại được chia làm bốn: sắc đất, sắc nước, sắc lửa, sắc gió. Sắc y đại sinh được chia làm 10: sắc thần kinh, sắc cảnh giới, sắc tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực, sắc hư không, sắc biểu chi, sắc đặc biệt, sắc tứ tướng. Sắc thần kinh được chia làm 5: sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thân. Sắc cảnh giới được chia làm 4: sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị. Sắc tính được chia làm 2: sắc nam tính, sắc nữ tính. Sắc ý vật có 1, sắc mạng quyền có 1, sắc vật thực có 1, sắc hư không có 1. Sắc biểu chi được chia làm 2: sắc thân biểu chi, sắc khẩu biểu chi. Sắc đặc biệt được chia làm 3: sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp. Sắc tính tướng được chia làm 4: sắc sinh, sắc tiến, sắc dị, sắc diệt. Pháp thực đế được chia làm 2: danh chế định, nghĩa chế định. Danh chế định được chia làm 6: danh chơn chế định, phi danh chơn chế, phi danh chơn chế định, danh chơn, phi danh chơn chế định, phi danh chơn chế định, danh chơn chế định, phi danh chơn, phi danh chơn chế định. Nghĩa chế định được chia làm 7: hình thức chế định, hiệp thành chế định, chúng sanh chế định, phương hướng chế định, thời gian chế định, hư không chế định, hình tướng chế định. Dạ, con xin xuống bích ạ. Con xin đọc hết. Con xin xuống bích. Dạ. Mời Nguyên Như ạ. Xà thú, xà thú, xà thú. Dạ, Nguyên Như rất là mừng là gần hết rồi. Chứ thôi, chắc đọc tới sáng. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư phụ Pháp Tính vừa mới vào đạo tràng. Dạ, bây giờ giảng sư đã vào lớp. Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư. Bây giờ cũng đã trễ, thành ra Nguyên Như xin đọc một cái phần Pali ngắn thôi ạ. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Brahma chaloka thibati saham bati katan chali an thiwa rang aya chatha santi thasat tap barajak kaja tika de se tu tham mang anu cam bi mang ba chang sat tham ma phê rin quý nhá dành cha ca dành suốt tành cha bành thằng á phí thầm ma chầm mang a cô ta dành tô cha tu sách cha đành đằng bắp bồ tha này về Parisa và mắt chê. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư phụ Pháp Tính có thể đăng đàn để cho chúng con bài học của ngày hôm nay, bạch sư. Dạ, con xin dâng mic lại cho sư phụ ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Thanh Tâm cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ đang có mặt ở trong rung. Dạ, cáo lỗi với quý vị. Tự nhiên đến giờ chúng tôi giảng, trong người của chúng tôi nó bị trúng gió làm sao đó, phải cạo gió đầy người hết, nó cũng chưa rõ. Dạ, nhưng mà ngày hôm nay đó, dạ, bây giờ cạo gió nó đầy người luôn, nó ê ẩm hết người. Nhưng mà thật ra đó, thì cái bài học ngày hôm nay đó, nó liên quan đến mấy cái bài mà quý vị ôm. Thành ra chúng tôi phải nói rằng là chúng tôi rất là hăng để lên giảng cho quý vị nghe. Thành ra bỏ không được, bỏ không được với là từng có ngày đó. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục, chúng ta học về Vinyana Paccaya Namarupam Sampavatti, có nghĩa là thức mà duyên cho danh sắc đó, thức mà duyên cho danh sắc.
Bài này thì cái chi pháp nó nhiều, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là nó sẽ thú vị cho quý vị khi mà học cái bài này. Tuy rằng là cái chi pháp nó dài, nếu mà quý vị có bị như là nó, chúng tôi mà trình bày nhanh quá đó, thì quý vị báo lên thì chúng tôi sẽ làm chậm lại để mà cho quý vị có thể chúng ta phải chép bài như quý vị. Yeah. Bây giờ thì để bắt đầu bài giảng, chúng tôi xin được làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava bhutang pravantang apivadeyami sokkato bhagavata tammo tammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho sangkhang namami lokassana thang ramuttama hang buddhang cha tammang cha banamami sangkhang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng và xin chia điều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thính nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam Mô Bụt Tha Giác. Kính thưa quý vị, bây giờ thì cái bài học ngày hôm nay thì chúng ta phải ghi từ từ để cho chúng ta mới hiểu và chúng ta mới nhớ. Thành ra chúng tôi sẽ đọc cho quý vị ghi từ từ nha. Chúng ta ghi cái tiêu đề là Vinya na bacchaya namarubang. Vinya na bacchaya namarubang có nghĩa là thức duyên cho danh sắc. Duyên cho danh sắc đó, chúng ta ghi cái tiêu đề đó là như vậy. Vinyana Bacchaya Namarubang, đó đúng rồi, Namarubang rồi, thức duyên cho danh sắc, thức duyên cho danh sắc. Rồi bây giờ thì chúng ta ghi thức duyên cho danh sắc đi. Dạ, bây giờ có lẽ phải nhờ các vị nào mà đánh máy, đánh nhanh thì các vị đánh giùm. Dạ, thức duyên cho danh sắc. Rồi, bây giờ quý vị ghi cái câu giải tự đó là nhờ vào nghiệp thức và quả thức nên sắc nghiệp cùng các sở hữu, nhờ vào nghiệp thức và quả thức nên sắc nghiệp cùng với các sở hữu hợp với tâm quả hiệp thế mới có mặt. Đó, quý vị ghi vậy nè, cái câu giải tự này bắt đầu là mình dựa theo cái câu này là để chúng ta giải ra. Nhờ vào nghiệp thức và quả thức nên sắc nghiệp cùng với các sở hữu với tâm quả hiệp thế mới có mặt. Nhờ vào nghiệp thức và quả thức nên sắc nghiệp cùng với các sở hữu hợp, cùng với các sở hữu hợp, cùng với các sở hữu hợp với tâm quả mới có mặt. Nhờ tâm quả hiệp thế chứ không phải hiệp thức. Tâm quả hiệp thế. Rồi thì chúng ta dựa vào cái câu giải tự này, nhờ vào nghiệp thức và quả thức nên sắc nghiệp cùng với các sở hữu hợp với tâm quả hiệp thế mới có mặt. Vậy thì ở trong cái chi pháp này đó, chúng ta thấy có những cái điều chúng ta lưu ý là nghiệp thức và quả thức rồi sắc nghiệp cùng với các sở hữu hợp với tâm quả hiệp thế có mặt. Đó, rồi vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu
Trước tiên á, là nghiệp thức. À, nghiệp thức là cái gì? Căm má quân nha năng. À, căm má quân nha ná hay là căm má quân nha năng. Nghiệp thức ở đây á, có nghĩa là những cái sở hữu tư trong các cái tâm bất thiện hoặc là tâm thiện, à, dục giới, à, hoặc là thiện sắc giới. Đó, cái chúng ta phải bắt cái chi pháp ngay cái chỗ đó. Đó, vậy thì chúng ta có thể là chúng ta ghi cái chữ, ghi cái chữ căm má huynh nha nát, à, nghiệp thức. Căm má huynh nha nát, nghiệp thức. Nghiệp thức có nghĩa là gì? Có nghĩa là sở hữu tư, à, sở hữu tư mà nó sanh ở trong những cái tâm bất thiện, tâm thiện, à, tâm thiện dục giới đó, à, hoặc là tâm thiện sắc giới. Đó, thì những cái sở hữu này á, có nghĩa là khi mà chúng ta tạo những cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, à, hoặc là những cái thiện, à, sắc giới, thì nó mới có những cái, à, những cái danh sắc, à, những cái danh sắc ở trong ngay cái kiếp sống này. Đó, nghiệp thức, à, là sở hữu tư trong các tâm bất thiện, thiện dục giới và tâm thiện sắc giới. Đó, rồi cái quả thức. Quả thức có nghĩa là chúng ta lấy 32 tâm quả nghiệp thế, à, 32 tâm quả nghiệp thế. Đó. Không. Bây giờ mình đến quả thức rồi. À, quả thức. Quả thức thì chúng ta lấy, à, 32 tâm quả hiệp thế. Và quả thức. Nghiệp thức rồi đâu có cái chỗ đó. Quả thức. Quý bà ca un nhà nát, 32 tâm quả, à, 32 tâm quả hiệp thế. Đó, thì cái chỗ này á, là quý vị biết rằng là đối với cái danh pháp và sắc pháp, à, có nghĩa là nói chung là chúng ta có mặt ở đây, à, nói chung là chúng ta có mặt ở đây thì, à, là do đâu quý vị? À, do những cái nghiệp thiện, à, hoặc là cái nghiệp bất thiện nào, à, ở trong đời sống trước nó cho chúng ta có mặt ở trong cái cuộc đời này, nó cho chúng ta hình thành, à, cái danh pháp, à, và cái sắc pháp này. Thành ra đó, à, thức mà duyên cho, à, danh sắc là như vậy. Đó, thức mà duyên cho danh sắc là như vậy. Vậy thì á, cái phần á, tiếp theo nữa đó là cái phần danh. À, cái phần danh thì danh ở đây á, là chúng ta nói về, à, nếu mà chúng ta nói tổng quát á, thì nó có 35 sở hữu hợp. À, nói tổng quát hết, à, thì nó có 35 sở hữu hợp. Đó, chúng ta thấy cái câu giải tự này. Nhờ vào nghiệp thức và quả thức nên sắc nghiệp cùng với các sở hữu hợp với tâm quả hiệp thế mới có mặt. Vậy thì ở đây nói về này, phần danh, à, danh mà do thức tạo ra đó, à, danh mà do thức tạo ra thì có tổng quát là 35 sở hữu. À, 35 sở hữu hợp. Đó. Rồi cái sắc, à, sắc rupát, rupang mà do thức tạo ra thì gồm có sắc nghiệp tục sinh, sắc nghiệp bình nhật, à, và sắc tâm quả. Hồi nãy chúng tôi có nghe quý vị ôn, quý vị ôn, à, tới cái phần sắc đó, à, quý vị có học đến những cái sắc mà gọi là sắc bọn chưa? Bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân rồi đó. Nó chưa có học tới bọn ha. Và một chút nữa chúng tôi sẽ phân tích. Đó, đó. Cái vậy thì ở trong cái câu giải tự đó, đó, ở trong cái câu giải tự mà nhờ vào nghiệp thức và quả thức nên sắc nghiệp cùng các sở hữu tâm, sở hữu mà hợp với tâm quả hiệp thế mới có mặt, thì chúng ta đã lấy ra chi pháp hết rồi.
Đó, chúng ta lấy ra chi pháp hết rồi. Vậy thì á, đối với cái nghiệp thức á, là chúng ta nhớ là sở hữu tư hợp trong những cái tâm bất thiện, hoặc là thiện dục giới, hoặc là thiện siêu thế. Còn đối với quả thức á, là 32, 32 tâm quả hiệp thế. Đó, chúng ta nhớ rằng á, vậy thì sở hữu tư mà hợp ở trong những cái tâm thiện hoặc là tâm bất thiện, là quý vị biết chưa? Sở hữu tư mà hợp ở trong tâm thiện, tâm bất thiện, hoặc là tâm thiện sắc giới, quý vị biết không? Đó, con đúng rồi, sở hữu tư ở trong tâm bất thiện, rồi trong tâm thiện, trong tâm thiện sắc giới nữa. Đó, thành ra có nghĩa là hàng ngày chúng ta có những cái suy nghĩ gì đó nó thuộc về thiện, hoặc là chúng ta có những cái suy nghĩ gì đó nó thuộc về bất thiện, hoặc là chúng ta có những cái lời nói nó thuộc về bất thiện, hoặc là chúng ta có những cái lời nói nó thuộc về thiện, khẩu thiện hạnh đó, hoặc là khẩu bất thiện hạnh đó, hoặc là thân thiện hạnh, hoặc là thân bất thiện hạnh. Đó, thì nó cũng cho chúng ta, nó cũng cho chúng ta có cái danh sách, nó sẽ cho chúng ta có cái danh sách ở trong cái đời sống sau này. Đó, cũng như quý vị thấy, như mấy lần mà chúng tôi kể, chúng tôi thuyết giảng cho quý vị đó, chúng tôi cũng kể ra những cái câu chuyện. Có những người á, người ta chỉ có, thí dụ như là người ta nghĩ rằng là có cái ánh mắt người ta liếc thôi, người ta có cái ánh mắt người ta liếc thôi mà nó không cho quả. Thật sự ra đó, mình liếc người ta một cái thôi thì nó có quả ở trong hiện tại, và nó có quả về sau này nữa. Đó, thành ra đó quý vị thấy rằng ở đây đó, hồi nãy chúng tôi mới nói rằng là rūpaṁ có nghĩa là sắc. Ở trong trường hợp này, sắc do thức tạo ra, nó gồm có sắc nghiệp tục sinh, rồi sắc nghiệp bình nhật, rồi sắc tâm quả. Rồi mà danh á, mà danh ở đây á, trong cái trường hợp này là do thức tạo ra. Đó, thì nó cũng là do 32 tâm quả hiệp thế nó tạo ra. Vậy thì quý vị thấy rằng á, ở trong những cái cõi này đó, thì chúng ta chỉ, nếu mà chúng ta tính mà danh pháp và sắc pháp luôn đó, thì coi như là nó sẽ thức mà duyên cho danh sắc, thì nó sẽ có mặt ở đâu quý vị? Nó có mặt ở trong 27 cõi hữu sắc. Nó có mặt trong 27 cõi hữu sắc. Nó có mặt ở trong 27 cõi hữu sắc. Thức mà duyên cho danh sắc 27 cõi hữu sắc. 27 cõi hữu sắc là chúng ta không biết là quý vị có học cái này chưa. 27 cõi hữu sắc là chúng ta gom chung đó, những cái cõi nào mà có sắc, có sắc có danh, chúng ta gom chung lại. Hai bảy cõi hữu sắc là gồm có 11 cõi dục giới, 11 cõi dục giới. Cái bài học ngày hôm nay nhé, thì nó hơi khó quý vị. Dạ đúng rồi, trừ 4 cõi vô sắc thì cái này là coi như là đi tắt dữ đó. Thì 31 cõi, chúng ta có 31 cõi, thì nếu mà nói 27 cõi hữu sắc thì trừ 4 cõi vô sắc thôi. Đó, nhưng mà bây giờ chúng ta cũng phải phân ra quý vị, 27 cõi hữu sắc này trừ 4 cõi vô sắc, đúng rồi, thì chúng ta có 11 cõi dục giới, 11 cõi dục giới. Chúng ta có 11 cõi dục giới. Đó, mà 11 cõi dục giới này đó, thì danh và pháp, danh pháp, sắc pháp, nó đủ không quý vị? Nó đủ.
Vậy thì ở trong 11 cõi dục giới này, nếu mà tính về sắc pháp á, thì chúng ta có đủ không? Đủ 28 sắc pháp là tính chung. À, tính chung là đủ 28 sắc pháp. Vậy thì chúng ta ghi là 11 cõi dục giới, và 11 cõi dục giới đủ 28 sắc pháp. Dạ đúng rồi, xa thú. À, quý vị biết cái bài học này đó, à, chúng tôi cũng phải ngồi, chúng tôi chép lên bảng nha quý vị. Là chúng tôi cũng ngồi chép lên bảng là mới phân ra được. Chứ mà thức mà duyên cho danh sắc mà và rồi á, là coi như là thức ở đây nó gồm có nghiệp thức và quả thức, rồi nhờ vào đó mà danh pháp và sắc pháp mà nó mới sanh lên. Thành ra nó phải nói là mới có một cái chi vậy thôi mà mình thấy nó rất là rối quý vị. Nó rồi 15 cõi, 15 cõi sắc giới hữu tưởng là có nghĩa là ở trong cái cõi sắc giới này hữu tưởng là có tâm đó. Đó 15 cõi sắc giới hữu tưởng thì có bao nhiêu sắc pháp? 15 cõi sắc giới hữu tưởng có bao nhiêu sắc pháp ở trong đó? Có 23 sắc pháp thôi. À, có 23 sắc pháp thôi. Và trừ cho tỷ thiệt thân. À, với gì nữa? Tỷ thiệt thân. Tỷ thiệt thân rồi cái gì nữa? Sẵn là chúng tôi ôn bài giùm quý vị luôn. Vừa giảng vừa ôn bài giùm quý vị luôn. Tỷ thiệt thân, hai sắc tính nữa. Khi mà tu tập chúng ta sanh lên cõi sắc giới rồi thì không còn nam tính nữ tính, không còn nam tính nữ tính nữa quý vị. Không còn nam tính nữ tính nữa. Đúng rồi, và hai sắc tính rồi. Rồi, còn cái cõi nữa là một cõi vô tưởng. Cõi vô tưởng. Cõi vô tưởng này á, có nghĩa là cái người là cái người đó họ không có tâm. À, họ không có tâm quý vị. Có nghĩa là bây giờ á, mình sống, mình sanh ở cõi người này. Khi mà mình tu tập, mình chứng đắc được ngũ thiền. Alo. Giường nằm nhiêu vé sư? À, rồi sư đặt giường nằm đi. À, nhớ nha, tối 8 giờ mình đi, 6 giờ sáng mình có mặt nha. Để thôi coi chừng trễ giờ. Rồi sư có đem tiền theo không? Đặt đi vậy hả? Ủa giấy chợ đen mà nó có chỗ cho mình hả? Rồi vậy xin đặt chỗ đi. Rồi vậy xin đặt cộng đi, đừng tối đi chứ tôi bệnh quá, tôi đi xe giường nằm không nổi đâu, đi xe lửa. Rồi ok. Dạ, xin lỗi quý vị nha, nãy chúng tôi nhờ vị sư
ra đặt chỗ là tối phải đi ở Bình Định. Rồi cái người ở trong cái cõi, cái người cõi vô tưởng á, là cái người như thế nào quý vị? Có nghĩa là cái người không có tâm. Mà tại sao mà người ta tu tập mà người ta sanh vô cái cõi vô tưởng? Có nghĩa là khi mà mình chứng ngũ thiền rồi đó, là khi mà mình xuất khỏi ngũ thiền, có nghĩa mình trở lại cái đời sống bình nhật á, thì mình thấy rằng á, là cái tâm, cái đời sống này nó có cái tâm, thành ra nó mệt mỏi. Có lúc á, cái tâm của mình nó hôn trầm thị miên, có lúc cái tâm của mình à, nó giả dưỡi, nó đủ thứ chuyện hết. Thành ra cái người đó người ta chán cái tâm, người ta muốn mong rằng người ta sẽ sanh về cái cõi nào không có tâm. Thành ra người ta tu tập lấy cái năng lực của ngũ thiền, người ta tách ra được, có nghĩa là sau khi mạng chung người ta vẫn còn ngũ thiền, thành ra người ta sanh về cái cõi vô tưởng đó. Vậy thì ở trong cái cõi vô tưởng này đó, khi mà quý vị sanh lên đó, quý vị sanh lên cái cõi vô tưởng đó đó, chúng ta có 17 sắc pháp đó, chúng ta còn có 17 sắc pháp mà đó là 8 sắc bất ly, 8 sắc bất ly, rồi 3 sắc, 3 sắc giao giới, 3 sắc giao giới, chúng ta còn 8 sắc bất ly nè, 3 sắc giao giới nè, rồi 3 sắc đặc biệt với sắc mạng quyền thôi đó, chúng ta còn 17 sắc pháp đó thôi đó. Bây giờ sanh lên giống như cục thịt vậy đó, đó có nghĩa là mình có chỉ còn nó toàn là cái sắc không à đó. Rồi còn mà và 8 sắc bất ly, 3 sắc giao giới, 3 sắc đặc biệt, không sắc tướng cạn chứ chúng tôi nhầm chỗ đó rồi. Sắc tướng cạn, để coi 8 sắc bất ly, 3 sắc đặc biệt, 4 sắc tướng cạn. Bốn sắc tướng cạn, 12, 15, 16, 17, với một sắc giao giới. Có sắc giao giới, quý vị, có sắc giao giới chứ. Tám sắc bất ly nè, 3 sắc đặc biệt là 11 nè, 4 sắc tướng cạn nè, là mười mấy, sắc mạng quyền, đủ rồi, 17 sắc. Phải không? 8 nè, 8 3 dạ, đúng rồi. Đó, rồi, bây giờ đó là chúng ta là sanh lên cái cõi đó là như vậy. Rồi, còn nếu mà nói về cái cõi vô sắc á, cái cõi vô sắc á thì chỉ có tâm, các cái tâm thiền vô sắc nó cho quả, nếu mà nó cho quả chúng ta sanh lên cái cõi vô sắc thôi. Thì cái cõi đó không có sắc thì mình không tính rồi. Cái cõi mà có sắc thì nó rất rối. Còn cái cõi mà chúng ta sanh lên cái cõi mà cõi vô sắc đó, thí dụ như bây giờ ha, mà nói về mà thức mà duyên sắc đó, thì nếu mà tính theo cái cõi mà vô sắc đó, thì chúng ta
thức chỉ có duyên cho danh thôi, thức chỉ duyên cho danh thôi. Vậy thì ở cõi vô sắc á, chỉ có tâm thiền vô sắc thôi, nó cho quả vô sắc rồi. Vậy thì khi mà mình sanh lên trên đó, mình không có sắc, đã nói cõi vô sắc rồi, thành ra nó không có sắc. Thành ra quý vị chỉ nhớ là coi như là thức duyên cho danh thôi. Rồi quý vị chỉ nhớ là chúng ta lấy cái tâm quả đó, chúng ta gắn lên tâm quả của thiền vô sắc, chúng ta gắn lên trên cõi đó thôi. Cái tâm quả đó thì quý vị cứ tìm ra 13 sở hữu tự tha, mình trừ ra sở hữu hỷ ha, trong 13 sở hữu tự tha đó mình trừ ra sở hữu hỷ, rồi 19 biến hành, rồi chúng ta lấy, chúng ta trừ ra ba giới phần. Tại vì tâm quả tục sinh không có chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, không có chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, cũng không có bi với tùy hỷ luôn. Đó, chúng ta trừ ra những cái đó thì chúng ta còn lại ba mấy sở hữu. Rồi thì ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, chúng ta phải chịu khó, chúng ta học về cái chi pháp là như vậy. Thì bây giờ đến phần chúng tôi giải thích, đến phần chúng tôi giải thích cho quý vị đó. Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ hiểu ở trong cái phần mà nó thuộc về mà cái cõi mà gọi là 11 cõi dục giới này, chúng ta chỉ tìm hiểu cái phần mà thức mà duyên cho danh sắc, thì chúng ta sẽ hiểu ở trong cái phần mà 11 cõi dục giới, hoặc là chúng ta chỉ hiểu được những cái cõi nào mà nó dễ hiểu thôi, những cái cõi nào mà dễ hiểu thôi. Thí dụ như quý vị thấy rằng thức mà duyên cho danh sắc đó, thì ở trong cái phần thức đó đó chỉ cho nghiệp thức và quả thức luôn, nghiệp thức và quả thức. Vậy thì có những loài chúng sanh, có những cái vị chúng, những cái chúng sanh đó mà ở trong cái cõi dục này là cũng quá sanh. Vậy thì khi mà những cái chúng sanh đó nó quá sanh đó, thì quý vị thấy rằng là coi như là đủ sắc pháp, đủ sắc pháp có nghĩa là đủ về sắc nghiệp, rồi sắc mình nhập luôn, rồi cái tâm đó, cái tâm mà làm tục sinh đó, cái tâm quả tục sanh đó, thì có khi là tâm nhị nhân hoặc là lạc vô nhân đó. Thì lạc vô nhân á, cũng có cái loài quá sanh, rồi cái nhị nhân á, cũng có cái loài quá sanh đó. Rồi nếu mà những cái chúng sanh đó đó, khi mà vừa sanh ra đó, vừa sanh ra có đủ các sắc, có đủ các sắc hết đó, có đủ các sắc hết, chỉ có cái cõi người của chúng ta, chỉ có cái cõi người của chúng ta đó là coi như là nó phải có từ từ, cái cõi người của chúng ta phải có từ từ. Có nghĩa là lúc mà chúng ta tục sanh, chúng ta tục sanh có nghĩa là lúc mà chúng ta vô ở trong bào thai, thì chúng ta vô ở trong bào thai bây giờ đó là ở trong 19, ở trong 32 tâm quả tục sanh hồi nãy mình học. Thì vậy thì bây giờ á, là chúng ta đem mình ra làm thí dụ, chúng ta đem mình ra làm thí dụ, thì có thể rằng là tất cả chúng ta đang có mặt ở trong cái room này, thì chúng tôi nghĩ rằng là mình cũng không phải là cái người lạc vô nhân quý vị, mình cũng không phải là cái người lạc vô nhân. Tại vì cái người lạc vô nhân á, thì chắc có lẽ là giờ này á, là mình sẽ đi càng ngơ hoài. Có nghĩa là quý vị thấy rằng thường thường mấy cái người lạc vô nhân á, người ta đi càng ngơ ở ngoài á. Chúng tôi cũng như hồi trước chúng tôi thấy có những người á, quý vị biết rằng đưa cho họ một cọc giấy số mà họ cứ tưởng tiền thôi, là lúc nào họ cũng bỏ ở trong người vậy đó, họ đi càng ngơ. Thành ra đó họ sao họ nghe pháp được, sao họ nghe pháp được. Nhưng mà quý vị biết nha, những người lạc vô nhân á, người ta vẫn làm phước được, làm phước vẫn có phước quý vị. Chúng tôi ôm bình bát đi đó, chúng tôi có gặp những cái người đó, cha mẹ của họ dẫn họ đi đặt bát, rồi họ
chỉ biết cha mẹ họ dạy họ một câu, con đặt bát đến sư, con đặt bát đến sư, rồi họ cầm cái thức ăn hoặc là tịnh bài người ta bỏ vô cái bát mình, thì coi như là người ta cũng nói được cái câu đó thôi. Nhưng mà cái mặt người ta nó ngơ ngơ dữ lắm, nó không có tập trung được, thì mình biết cái người đó người lạc vô nhân đó. Thì cái hạng người đó thì chúng tôi nghĩ rằng không có ở trong cái lớp học của mình, không có ở trong cái lớp học của mình, quý vị. Vậy thì bây giờ chúng ta lấy ra để mà chúng ta làm thí dụ á, là như thế nào? Có nghĩa là trong cái lớp học mà chúng ta đang học, có thể chúng ta tục sanh bằng cái gì? Chúng ta tục sanh bằng tâm quả nhị nhân hoặc là tâm quả tam nhân. Đó, những người ở trong cái lớp học của chúng ta nè, thì có thể là hy vọng rằng là mình tục sanh bằng cái tâm quả nhị nhân hoặc là cái tâm quả tam nhân, tam nhân. Chứ nếu mà lạc vô nhân này thì chắc là mình đi đâu rồi, chứ mình không có chịu ngồi ở đây mà mình học đâu, mình ngồi nghe không nổi đâu. Đó, rồi tâm quả nhị nhân hoặc là tâm quả tam nhân thì quý vị biết rồi, ở một trong tám tâm đại quả đó, thôi mà trừ ra cái tâm đại quả thứ nhất đi, tâm đại quả mà thọ hỷ hợp trí vô trợ rồi đó. Chắc là chúng ta không phải cái tâm đó đâu, cái tâm đó ghê lắm quý vị, cái tâm đó là chúng ta bén lắm đó nha, chúng ta bén dữ lắm á đó. Thì vậy thì cái tâm quả này đó, nó làm cái thức tục sanh cho mình, nó làm cái thức tục sanh cho mình. Rồi vậy thì nếu mà đối với ở cõi người của mình á, như hồi nãy chúng tôi nói là nó chưa có đủ 28 sắc pháp một lượt, nó sẽ có từ từ quý vị. Có nghĩa là lúc mà chúng ta thức mà duyên cho danh sắc, có nghĩa là cái thức đi tục sanh, một trong những cái tâm quả tục sanh, nó sẽ có mặt ở trong, mà nó sẽ có mặt ở trong cái bào thai đó, nó sẽ có mặt ở trong bào thai. Rồi cái lúc mà nó mới vừa gá vô bào thai á, thì lúc đó đó là có tâm quả, có tâm quả tục sanh. Rồi nó có cái sắc, nó có ba cái bọn sắc, cái bọn thân, rồi cái bọn thân, rồi cái bọn tính, rồi cái bọn mạng quyền đó. Thì mai mốt đây có dịp thì quý vị sẽ học ở trong cái bọn này, nó dễ lắm quý vị. Tại sao mà gọi là bọn thân? Có nghĩa là nó có nhiều cái sắc ở trong đó đó. Thì cái bọn thân thì nó gồm có sắc thần kinh thân, và sắc thần kinh thân và tám sắc bất ly đó, thành ra ta gọi là bọn thân đó. Còn cái bọn tính là nó có tám sắc bất ly và nó có sắc tính ở trong đó đó, thành ra chúng ta gọi là bọn tính. Rồi bọn mạng quyền thì do nó có sắc mạng quyền với tám sắc bất ly, thành ra đó gọi là bọn mạng quyền đó. Thì cái lúc mà thức mà duyên cho danh sắc mà tính theo ở cái cõi người của chúng ta, nó là coi như là tâm quả đó, coi như là nó sẽ gá vô, nó gá vô cái bào thai ở cái lúc đầu tiên mà hình thành bào thai đó. Đó thì quý vị thấy rằng có cái tâm quả đó, cái tâm quả đó thì quý vị, tâm quả thì mình tự động mình tìm những cái sở hữu hợp nha, mình gắn vô đó. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy rằng tâm quả mà đại, tâm quả đại quả ly trí vô trợ hữu trợ gì đó, rồi hoặc là tâm quả mà hợp trí gì đó, quý vị coi bao nhiêu sở hữu thì mới, chúng ta gắn vô, chúng ta gắn vô thì lúc đó nó gái vô bào thai. Thì vừa gái vô bào thai á, thì lúc đó nó sẽ có bọn tính, bọn thân, bọn tính, bọn mạng quyền. Bọn thân là sắc thần kinh thân đó, thì lúc đó chúng ta nằm ở trong cái bào thai rồi. Vậy thì quý vị thấy cái chỗ này nó hay đó, là có nghĩa là lúc mà chúng ta mới vừa gá vô bào thai đó, là đã có bọn tính rồi. Bọn tính có nghĩa là cái bọn mà
sắc tính nam hay là sắc tính nữ. Vậy thì lúc đó đã có, đã biết được là cái đứa bé ở trong thai đó là nam hay là nữ rồi. Nhưng mà ở trong khoa học người ta chờ đến, người ta chờ đến hình như là mấy tháng sau, mà mấy tháng sau người ta mới biết được nam hay là nữ. Đó, thì từ đó nó hình thành, từ cái lúc mà tục sanh như vậy đó, nó có tâm quả, tâm quả tục sanh nè, cùng với các sở hữu hợp. Rồi bắt đầu là ở trong cái thời gian đầu là nó có bọn thân, bọn tính, rồi bọn mạng quyền. Đó, nó nhảy vô nằm trong bào thai đó. Nó nhảy vô nằm trong bào thai đó. Đó, chúng tôi nói tới đây quý vị hiểu không? Chúng tôi nói tới đây quý vị hiểu không? Không hiểu các nghĩa lại nữa. Dạ, không hiểu các nghĩa lại nữa. Dạ, đó. Thành ra đó, rồi. Tạm tạm lát mình hỏi ha. Đó, xong rồi đó, trở qua bắt đầu là ở trong bào thai đó diễn tiến là coi như là 7 tuần lễ. À, 7 tuần lễ. À, 5 tuần lễ, 7 tuần lễ là coi như là bắt đầu là bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, đó nó mới hình thành từ từ. Thành ra chính vì vậy đó mà quý vị biết đó, có những người đó khi mà người ta mang thai đó, trong lúc đó đó người ta tu tập, người ta tu tập tâm từ, hoặc là người ta làm phước, người ta cúng dường, hoặc là người ta nhớ luôn luôn, người ta nhớ tưởng đến cái hình ảnh của Đức Phật, thì nó sẽ là trợ duyên quý vị, nó trợ duyên, nó trợ duyên cho cái đứa bé trong thai nó ảnh hưởng, cái tâm tư của nó, cái tâm tư của nó hiền. Mà chúng ta nhớ tâm nó sanh ra sắc pháp nữa, tâm nó sanh ra sắc pháp nữa quý vị. Đó, thành ra cái đứa bé ở trong thai á, là nó có những cái đặc tính, nó có những cái đặc tính, hoặc là nó có những cái nghiệp thiện đó để mà nó trợ. Có nghĩa là quý vị thấy rằng từ ở trong thai mà nó đã cảm nhận được người mẹ rồi. Có nhiều người người ta nói còn trong thai không biết gì. Sao không biết quý vị? Sao không biết? Người mẹ mang thai, nếu mà người mẹ mà sân quá nó ảnh hưởng đến đứa bé không? Ảnh hưởng. Đó, người mẹ mà mang thai á, mà giờ hỏi quý vị, người mẹ mà mang thai tối ngày cứ đi uống rượu với đánh bài riết, hoặc là đi chạy nhảy riết, ảnh hưởng đứa bé không? Ảnh hưởng chứ. Đó, thành ra nó có cái sự ảnh hưởng hết. Nếu mà những cái chuyện đó mình làm nó ảnh hưởng, vậy thì lúc mà người mẹ mà tu tập tâm từ sao không ảnh hưởng đến cái bào thai. Lúc mà người mẹ cũng như là ngồi thấy tượng Phật, thấy những cái tướng tốt của Đức Phật, thấy như vậy tâm của mình quan hỷ quá. Đó, rồi tâm của mình cảm thấy nó tràn ngập cái sự mà quan hỷ như vậy, sao không ảnh hưởng đến bào thai. Đó, thì chúng ta thấy rằng đó, là coi như là trong vòng cái tuần lễ đầu mà đến 7 tuần lễ, đến suốt như vậy, nếu mà người mẹ có tạo những cái thiện pháp, nó đều ảnh hưởng hết, đều ảnh hưởng đến cái em bé ở trong thai đó. Thì dần dần cho đến khi mà đứa bé ra khỏi bào thai thì lúc đó nó là 27 sắc pháp, 27 sắc pháp. Nếu mà nói chung thì 28, cái này nó chơi chơi, có nhiều vị cứ bắt lỗi, bắt lỗi rằng là 28 sắc pháp gì, con người vừa có sắc tính nữ vừa có sắc tính nam luôn là gì. Đó, thành ra nói chung là 28 sắc pháp. Còn chúng ta khi đó biết được người nam là người nữ là chúng ta trừ ra bớt một tính. Đó, thì chúng ta thấy rằng là thức mà duyên cho danh sắc đó, mình tính ở cõi người á, mình tính ở cõi người thì nó dễ, tại vì cái cõi người mình dù sao nó cũng thô. Đó, chúng ta nhìn chúng ta cũng biết, chúng ta cũng hình dung ra được những cái sắc nào mà nó sanh lên. Đó, rồi đến cái sắc mà thuộc cái đó, là chúng tôi nói về cái sắc mà khi mà tục sinh thì có ở trong cái bọn sắc đó là có bọn thân, bọn thân là bọn thần kinh thân của mình đó. Đó, rồi bọn tính và bọn mạng quyền thôi. Là từ từ nó hình thành lên cái danh sắc, nó đủ 28 sắc pháp. Đó, thì
28 sắc pháp đó, rồi lúc đó, là coi như là nó có những cái sắc bình nhật. Cái sắc bình nhật hồi nãy đó, mà chúng tôi nói đó, là những cái sắc mà ở trong đời sống, ở trong cái đời sống mình đó, là coi như là nó sẽ sanh ra sắc tâm, sắc tâm, sắc quý tiết, rồi sắc vật thực nè quý vị. Đó là mình kể chung hết đối với cái cõi người của mình. Cái cõi người của mình đó là quý vị thấy rằng là chúng ta có sắc là do nghiệp tạo. Có sắc là do nghiệp tạo. Thí dụ như là mắt, tai, mũi, lưỡi, sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ đồ đó. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, rồi nam tính, nữ tính, rồi sắc mạng quyền. Đó là do nghiệp nó tạo. Rồi hằng ngày chúng ta có sắc mà do tâm tạo không? Có. Cái tâm của chúng ta đó, chúng ta nói được là do sắc tâm nó tạo. Đó, rồi chúng ta nghe được âm thanh cũng là do sắc tâm, nó sắc quý tiết nó tạo. Chúng ta đi đứng được là do sắc tâm. Rồi vật thực, chúng ta ăn cái vật thực đó, nó cũng sanh ra cái sắc pháp. Sắc tốt hoặc là sắc xấu, nó do, nó ảnh hưởng đến vật thực. Thì coi như là những cái sắc đó là cái sắc bình nhật. Vậy thì ở trong khi mà chúng ta thức mà duyên cho danh sắc thì gồm có nghiệp luôn, nó ảnh hưởng luôn cái nghiệp quý vị. Thí dụ như chúng ta do cái nghiệp nào đó ở trong quá khứ mà bây giờ chúng ta sanh lại làm người thì nó do nghiệp thiện. Rồi chúng ta sanh lại làm người đó mà chúng ta được đẹp hay là chúng ta bị xấu sắc gì đó, những cái sắc của chúng ta nó xấu đó, thì nó cũng ảnh hưởng do nghiệp thức ở trong quá khứ. Cũng như hồi nãy chúng tôi nói cho quý vị nghe đó, một cái sự mình liếc người ta, mình liếc người ta, mình cũng bị, mình cũng, nó cũng cho cái sắc xấu hoặc là cái sắc tốt trong cái thời bình nhật này đó. Nếu mà cái người đó, đó là cái người mà có ân đức cao thì mình càng chết. Người đó mà có ân đức cao thì mình càng chết. Cũng như mà nói về cái người con gái mà có, cái người con gái mà có năm cái tướng xấu đó quý vị. Cái người con gái mà có năm cái tướng xấu đó đó, thì cái người con gái nó có gì đâu, có gì đâu. Chiều tự nhiên đang ngồi làm gốm, làm thợ gốm, rồi thấy cái vị sa môn đó cầm cái bình bát đi ngang đó. Rồi khi mà đi ngang đó, đó thì cái vị sa môn đó mới đứng ở đó, đứng ngay chỗ cái gái mà đang làm gốm, đang làm cái nghề mà nấn những cái đất mà thành chậu, thành thao rồi đó. Thì cô ta thấy cái vị sa môn nó đứng đó đó, cô ta nhìn, cô ta liếc, cô ta liếc một cách sâu sắc, đúng như là tự nhiên mà mình thấy cái ông sa môn này, cái mình liếc ổng một cách mà như là giống như mà cái thời nay mà người ta nói là cái, đưa cái ánh mắt hình viên đạn đó đó. Thì sau khi mà cô ta liếc rồi đó thì quý vị thấy rằng đó là cô ta mới suy nghĩ, chiều mà giờ này mà ông này ông cầm bát, ông tự nhiên lại ngay chỗ mình làm đất này mình đứng đó, thì chiều mấy vị sa môn đâu có ăn chiều. Chắc có lẽ là xin, chắc có lẽ là muốn xin những cái đất này đó để mà về làm cái gì đó. Thành ra cô ta suy nghĩ như vậy đó, rồi cô ta mới ngắt một cục đất, cô ta cúng dường vô cái bát của cái vị sa môn đó. Thì quý vị biết cái vị sa môn đó là do cái cốc liêu của cái vị đó bị hư, bị lủng, thành ra cần phải có cái miếng đất sét mà kiểu mà của người ta làm gốm á, rồi mình về mình trét lên, giống như là bây giờ mà mình mua xi măng mà mình trét tường đó. Đó, thì quý vị thấy rằng là cái nghiệp và quả đó nó cho cái người con gái nó tái sanh. Cái người con gái nó tái sanh đó thì được cái nghiệp mà cúng dường đất sét đó mà cô ta sanh lại làm người. Sanh lại làm người mà có một cái sự xúc chạm rất là phê, xúc chạm rất là phê. Có nghĩa là bất cứ ai mà đụng vô người của cái cô đó là coi như là người ta mê cái cảm giác đó liền, mê cái cảm giác mà xúc chạm đó liền đó. Nhưng mà khổ nổi do cái nghiệp mà cô ta liếc
À, cô ta liếc cái vị sa môn đó, thành ra bây giờ nó sanh ra làm cái người con gái có năm cái tướng xấu. À, có năm cái tướng xấu. Banh cháp a bi, à, chúng tôi nhớ, chúng tôi đọc ở trong kinh đó, à, banh cháp a bi có nghĩa là năm cái người con gái á, mà có năm cái tướng xấu á, là tóc cũng xấu nè, à, rồi thịt cũng xấu nè, rồi xương cũng xấu nè, à, rồi dáng người cũng xấu nè, rồi cái gì nữa đó không nhớ. Nhưng mà tại sao mà nói thịt xấu, xương xấu đồ này kia, quý vị thấy mấy cái đó toàn là sắc không nè, tóc xấu rồi thịt xấu, xương xấu. Xương xấu có nghĩa là những cái chiếc răng của mình nha quý vị. À, người ta ở trong kinh đó, chúng tôi đọc đó, à, ở trong cái thời xưa đó, người ta căn cứ nhà, à, người ta căn cứ là, à, bây giờ đó thì mình nói là cái gương mặt nó xấu, à, nhưng mà hồi xưa mình đọc ở trong kinh đó, quý vị biết đó, người ta coi đó, người ta muốn nhận định, người ta biết là ở trong người mình cái xương của mình nó khỏe, nó tốt, à, là người ta đánh giá theo cái chiếc răng. Người ta nhìn cái chiếc răng của mình á, mà nó to, mà nó trắng, à, đó, nó to, nó trắng, nó chắc, thành ra người ta đánh giá, người ta biết được rằng là xương của mình nó tốt đó. Còn người ta nhìn cái môi của mình á, à, mà nó tươi, à, nó hồng, à, nó tươi, nó hồng, thì người ta biết rằng là mình là thịt tốt. Còn bây giờ thì, à, nhiều khi nó thật với quý vị, chúng tôi nghe nói gương mặt cái son á, gương mặt cái son hay là gương mặt chữ điền á, thì chúng tôi cũng không nhìn ra được nữa. Ở đó giờ chúng tôi có thấy cái trái son là cái trái gì quý vị, rồi cái chữ điền, cái gương mặt chữ điền là chữ điền là chữ gì. Thành ra hồi lúc trước á, chúng tôi ưa nghe người ta tả, ưa nghe người ta tả lắm. Hồi đó chúng tôi thấy có mấy người bạn là coi như là họ viết thơ á, à, đêm đã khuya, dầu đã cạn, đèn đã tắt, à, thôi tới đây anh xin dừng bút. Đó, thành ra bây giờ ở trong cái thời nay nó rắc rối. Ngày xưa người ta nói, à, coi như là, à, tóc xấu, mà cái người con gái có năm cái tướng xấu á, là tóc xấu rồi thịt xấu rồi xương xấu rồi dáng đi xấu gì đó. Đó, thành ra đó, à, mình, nhưng mà thật sự ra quý vị biết là mình nhìn vô, mình đọc ở trong kinh đó, thì mình thấy ngày xưa người ta rất là hay, à, người ta nhìn cái chiếc răng người ta biết đó. Thì trở lại cái vấn đề á, là chúng tôi nói á, là quý vị thấy rằng là do cái ánh mắt liếc của cái người con gái này thôi, liếc cái vị sa môn đó, mà cái vị sa môn đó lại là một cái vị Phật độc giác mới khổ vậy chứ, à, một cái vị Phật độc giác quý vị. Thành ra đó, à, cái sự liếc đó đó mà cho cái người banh chá ba bi, ba bi, ba bi chữ B phở, rồi chữ A trường âm, rồi chữ chữ B phở, à, chữ Y trường âm, chứ không phải là chứ không phải là bé bi. À, có nhà ba bi, ba bi, ba bi, ba bi là ác xấu đó quý vị, ác xấu á. Nhà đúng rồi, à, cái câu chuyện đó đó. Đó, thành ra đó, cái người con gái này á, là quý vị biết rằng có những cái tướng xấu đó, thì chúng tôi đem, dạ đúng rồi, chúng tôi đem cái câu chuyện này ra để chi? Chúng tôi muốn nói rằng là cái thức mà nó duyên cho danh sắc, à, cái thức mà nó duyên cho danh sắc đó, thì hồi nãy lúc đầu chúng tôi nói là sở hữu tư ở trong tâm bất thiện, tâm thiện, à, nhục giới, hoặc là tâm thiện sắc giới, đó là à, nghiệp thức. Rồi quả thức là 32 là tâm quả hiệp thế. Đó, rồi 32 tâm quả hiệp thế thì ở trong đó có tâm tục sinh và tâm quả bình nhật. Chúng ta gom chung vô. Vậy thì rồi vậy thì nó cho, à, nó duyên cho danh pháp và sắc pháp. À, vậy thì chúng ta đã biết được cái tâm tục sinh rồi, chúng ta đã biết sắc pháp rồi. Rồi vậy thì ở trong cái quả bình nhật nữa. À, cái quả bình nhật nữa là như thế nào quý vị? Ở trong quả bình nhật chúng ta nhớ rằng là chúng ta có ngũ song thức, à, chúng ta có ngũ song thức, thì cái quả bình nhật này đó, à, là nó cho chúng ta ở trong cái cuộc đời của chúng ta, trong ngày thôi chứ đừng nói trong cuộc đời đó, thì nó có
tâm quan sát, tâm tiếp thâu, tâm quan sát quả thiện quả bất thiện, hoặc là tâm nhãn thức quả thiện, hoặc là tâm nhãn thức quả bất thiện nữa đó. Đó thì quả bình nhật là như vậy. Đó coi như là ở trong ngày của chúng ta, chúng ta thấy những cái cảnh xấu, hoặc là chúng ta nghe những cái âm thanh nó không có vừa ý, hoặc là chúng ta thấy những cái cảnh tốt, đó vân vân. Đó thì ở trong cái phần này đó, chúng tôi nghĩ rằng là đối với thức mà duyên cho danh sắc thì chúng ta tính chung ở trong cái cõi dục giới, và chúng ta lấy cái cõi người của chúng ta đó, thì coi như là nó dễ phân tích quý vị, chúng ta dễ phân tích. Còn chúng ta mà lấy ở cõi hữu tưởng thì cũng được, nhưng mà mình ngồi mình phân tích ra đó một hồi là cũng được quý vị. Ví dụ như là cõi sắc giới hữu tưởng, cõi sắc giới thì quý vị biết rồi, là do mình tu chính đạt được nhị thiền hay là tam thiền gì đó, tứ thiền gì đó, thành ra nó tương ứng với cái tâm quả tục sanh đó, rồi nó sanh lên ở trên cái cảnh giới đó, cái cảnh giới đó thì nó cũng có tâm quả rồi sở hữu hợp để mà lúc mà quá sanh ở trên đó, trong đó không có bào thai nha, ở trên đó không có bào thai. Rồi khi mà quá sanh ở trên đó rồi đó, thì có 23 sắc pháp, không còn mắt tai mũi lưỡi, dạ xin lỗi, không còn mắt lưỡi như là thân, có nghĩa là xin lỗi quý vị, chúng tôi bị nhanh quá nó quên đó, sanh lên cái cõi mà phạm thiên sắc giới nó rồi đó, thì chúng ta không có ở trong bào thai gì hết, là để giống như là trong kinh nói là giống như là cái giấc, nếu mà phân tích sắc pháp ra đó thì ở trên đó đó không có cái thần kinh thiệt, thần kinh tỷ, thần kinh thân, đó không có ba cái sắc thần kinh đó, rồi không còn cái sắc mà tính nam tính nữ đó. Thì ở đây á, chúng ta nên nhớ rằng là ở trên đó là không phải là mình là cái người mà vô tính, mình nói chơi vậy thôi đó, chứ thật sự ra đó là do mình ở dưới cái cõi người, mình tu tập, mình chứng đắc sơ thiền sắc giới hoặc là nhị thiền đồ này kia đó, là lúc đó là mình đã ức chế được, mình đã đè nén được những cái gì mà mình thích ngửi mùi, hoặc là cái miệng mình thích ăn đó, rồi cái thân mình thích xúc chạm, do mình diệt được những cái nhục đó, thành ra đó mình sanh lên cái cõi phạm thiên đó, mình không có những cái sắc thần kinh này, nhưng mà mình vẫn, các vị vẫn có cái miệng đàng hoàng, vẫn có cái lỗ mũi đàng hoàng đó, vẫn có cái thân đàng hoàng, nhưng mà không có sắc thần kinh thôi đó. Rồi cũng do cái năng lực của thiền sắc giới đã làm cho cái người này không, cái chúng sanh đó không còn thích về nam về nữ nữa, thành ra ở trên đó không có sắc tính nam, không có sắc tính nữ đó. Hãy mà mình có sắc tính nam thì mình thích nữ, mình có sắc tính nữ thì mình thích nam đó, mà do những cái vị này đã chế được rồi, có nghĩa là đè nén được những cái dục đó, thành ra sanh về cái cõi phạm thiên, các cái vị đó chỉ còn có thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ thôi đó, đối với sắc tính cũng không còn đó. Thành ra đó, chúng ta khi mà chúng ta ngồi lại chúng ta phân tích ra từ từ thì nó được hết. Nhưng mà do cái thời gian nó có hạn, thành ra chúng tôi lấy cái cõi người để mà chúng tôi nói về cái thức mà duyên cho danh sắc, cho quý vị dễ nắm bắt, quý vị dễ hiểu hơn. Do vậy mà lúc đầu chúng tôi nói, thật sự ra đó là khi mà mình đọc vô mà mình thấy thức duyên cho danh sắc, mình tụng là huynh nha nó bách cha gia na ma ru văn đồ này kia đó, thì mình thấy dễ. Khi mà mình phân tích ra đó thì nó rất là rối quý vị. Mà nhờ quý vị cũng ở trong lớp học này, quý vị cũng đã học được một chút về vi diệu pháp, thành ra chúng tôi mới phân tích ra cái nào là nghiệp thức, cái nào là quả thức, cái nào là danh do thức tạo ra, cái nào là sắc do thức tạo ra. Rồi chúng tôi mới đem cái ví dụ ở trong cái trong cái thức mà duyên cho danh sắc ở cõi người. Thì chúng tôi nghĩ rằng đối với cái bài giảng này thì nó khó thì là khó,
Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng quý vị cũng có một cái sự thú vị khi mà nghe cái bài học này. Vậy thì đến đây thì quá có thời gian rồi. Thật sự ra chúng tôi không hiểu sao là tuy rằng cái bài này nó rất là khó, mà chúng tôi cũng ráng, chúng tôi phải nói rằng là chúng tôi có một cái tâm rất là hăng hái để mà lên mà trình bày cho quý vị, lên trình bày cho quý vị nghe. Nhưng mà trước khi thượng đài là coi như là tự nhiên là mình mẩy nó quẩy quải hết trơn rồi. Mình mẩy nó quẩy quải ớn thiệt. Chúng tôi không biết là nó giống như là bị ma chướng vậy đó. Thành ra nó mới trễ thời gian tí xíu, mà mong quý vị thông cảm. Thôi bây giờ là tất cả phước này xin hồi hướng đến chư thiên, cùng chúng sanh trong ba giới bốn loài, và cũng xin dâng cái phước này đến chư tăng, cùng các vị kháng thính pháp, mong quý ngài quý vị được an vui và tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Rồi bây giờ chúng tôi xin gửi mic lại cho đạo tràng. Xà thú, xà thú, xà thú. Dạ con Nguyên Như, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư phụ Pháp Tính. Tuy là ngày rất là bệnh và rất là bận mà cũng ráng vào lớp dạy cho chúng con buổi tối ngày hôm nay. Dạ con kính tri ân sư phụ rất là nhiều ạ. Dạ con xin kính mời, kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Con xin dâng mức tài cho sư Nguyên Thông ạ. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha nupavena sada sauti pavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma nupavena sada sauti pavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sankha nupavena sada sauti và văn tu tê. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thú, xà thú, xà thú. Dạ con xin thay mặt đạo kính tri ân sư Nguyên Thông đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng đến chúng sanh ạ. Yang kinh chi ku sa la kam mang cảnh tâm băng kỳ ri yang ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tăng ca tăng ye san ta san nhị nô an thi ye cha san ta a san nhị nô ca tăng pua nhà pha lăng mê hăng sam bê pha ghi pha quan tu tê ye tăng ca tăng su vi di tăng đinh năng pua nhà pha lăng ma ya ye cha tan thana cha nan ti de wa gan toa ni we da yung sam be lo kam hi ye san ta chi wan ta ha ra he tu ka ma nun nhang pho cha nang sam be la phan tu ma ma che ta sa ti y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta yu y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta yu y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta yu ý đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm trên nơi tâm, trong ngày vị lai. Và Nguyên Như con xin kính mời chư vị Phật tử trở lại trong Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày mai tối thứ sáu và cũng là sáng thứ bảy ở bên Việt Nam. Chúng ta lại cùng với nhau được học những bài kinh về vi diệu pháp rất hay của Thầy Kinh Milanda. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.